Nhắc tới những con thú cưng đáng yêu thì không thể nào quên nói đến muôn vàn cách chăm sóc của chủ nhân dành cho chúng. Trong đó phải kể đến công cuộc tân trang sắc đẹp. Nhẹ thì tỉa lông cho gọn gàng, chăm hơn một chút thì chịu khó đi mua quần áo sành điệu. Hoặc vừa chăm, vừa rảnh, vừa sáng tạo thì mang thú cưng ra dặm tí phấn son, kẻ chút chân mày, làm móng để thêm phần lung linh xinh xắn. Chắc hẳn bạn còn nhớ những chú cún siêu ngộ nghĩnh với những trò làm đẹp chuyên nghiệp và sáng tạo của chủ nhân đã khiến cư dân mạng phải ôm bụng mà cười. Và mới đây, chúng ta lại tiếp tục được chiêm ngưỡng bộ lông trắng tinh khôi có 102 của một chú chó khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Chú chó trong bức hình có tên là Tun, Smoy nhập từ Thái về, hiện chú đang sống cùng chủ nhân tại Lào Cai. Ngay khi bộ lông trắng ấn tượng này được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý. Và dân tình đã ngay lập tức vào cuộc khi đặt cho nó cái tên đầy yêu thương là bộ lông ngựa Bạch Long. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ chủ nhân của chú chó đang muốn cosplay thú cưng của mình theo phong cách ngựa hoang bụi bặm nên mới quyết định thực hiện pha làm đẹp táo bạo này. Và cũng chẳng biết anh có phải là fan của bộ phim Tây Du Ký hay không mà lại tạo hình cho chú chó của mình với bộ lông giống hệt ngựa Bạch Long của Đường Tăng. Được biết chủ nhân của Tuân là một người khá hài hước, anh có chia sẻ lý do anh quyết định tạo kiểu lông này cho chú chó đáng yêu là bởi mấy ngày nay thấy trời quá nóng nên cắt lông như thế cho mát và tạo hình nhìn cho vui thôi. Và có thể thấy, chủ nhân của Tuân đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh mới cực ngầu và ra dáng đàn anh đàn chị cho nó. Anh cũng cho biết thêm, Tuân rất nghịch ngợm và hay phá phách nên bộ lông này được tạo ra một phần cũng được lấy cảm hứng từ tính cách của nó. Tuân được cạo hết toàn bộ phần lông trên thân và chỉ trừ lại phần đuôi trắng muốt cùng một nhúm lông trên đầu. Nhìn vào độ dày của những phần lông còn sót lại thì dễ dàng tưởng tượng ra trước khi lột xác, chú cún này từng sở hữu một ngoại hình rất kiêu kỳ và sang chảnh. Bộ lông trắng muốt độc đáo này đã truyền cảm hứng cực mạnh cho hội yêu chó mèo và nhiều người còn quyết tâm phải biến thú cưng ở nhà chất chơi ngang ngửa như em bé trên hình. Có thể nói đây được xếp vào một trong những pha làm đẹp quá đà của những bạn trẻ dành cho thú cưng của mình khiến dân tình cười ngất không thôi và quỳ trước độ bá đạo của cả chủ lẫn chó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.